Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 22 giờ ngày 30 tháng 10, vị trí tâm bão của cơn bão số 5 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ đại dương tỉnh Bình Định Phú Yên. Sức gió mạnh nhất là cấp 9-75 trừ 90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/h, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định Phú Yên. Ở Lý Sơn Quảng Ngãi đã có gió giật cấp 9, An Nhơn Bình Định giật mạnh cấp 10, Hoài Nhơn Bình Định giật cấp 9, Quy Nhơn Bình Định giật cấp 8. Trước đó vào hồi 20 giờ ngày 30 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng đại dương ven bờ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 trừ 17-75 trừ 100 giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40-50 giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Ở vùng đại dương ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng đại dương cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-7 m, đại dương động rất mạnh. Ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng đại dương từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, đại dương động. Ven đại dương các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão đoàn kết với triều cường cao từ 2-5-3.0 m. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10, Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7, Gia Lai, Đắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Trong đêm nay và ngày mai ngày 31 tháng 10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa 50-100 đợt. Khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100-200 đợt, có nơi trên 250 mm. Ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to, tổng lượng mưa 300-400 đợt, có nơi 400-600 đợt. Từ ngày 31 tháng 10 đến 2/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa bình thường 100-200 đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500 đợt. Từ ngày 4 đến 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có năng lực xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.